Em Tuấn xin chào quý cô bác anh chị. Thì em Tuấn và quý cô bác anh chị cùng đi để khảo sát cái cây cầu Nhân Trạch, hay này còn gọi là cây cầu quận 9 của đường Vành Đai 3. Thì con cây cầu này kết nối từ Nhân Trạch qua Nông Trường quận 9. Dạ. Đây là con đường duy nhất để kết nối trực tiếp vào để thi công cầu Nhân Trạch. Thì em Tuấn rất là cố gắng để có những thước phim như thế này trực tiếp đến với quý cô bác anh chị. Quý cô bác anh chị nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận video mới nhất từ em Tuấn về hạ tầng phát triển của Nhân Trạch và những cái đầu tư công và những cái lô đất đầu tư tại khu vực Nhân Trạch Long Thành. Thì trước mắt quý anh chị là hai bên, một bên là ruộng, một bên là dừa nước. Dạ. Thì phong cảnh rất là hữu tình, nhưng mà thời gian tới đây đã thi công được 6 tháng rồi. Thì 5 tháng trước thì cũng đã thi công về những cái trụ cầu của cầu Nhân Trạch. Thì đến giai đoạn này thì chắc là về cái tiến độ thi công của cầu Nhân Trạch sẽ nhanh hơn cái giai đoạn trước. Thì đây là cái con đường vào để duy nhất để tiếp nối với những cây cầu đang thi công ở bên khu vực Nhân Trạch. Dạ. Thì em Tuấn được biết là đến 2024 thì cây cầu sẽ được kết nối, và tháng 6 năm 2023, là có nghĩa là năm nay, thì giai đoạn 1 Tân Vận Nhân Trạch từ xã Vĩnh Thanh sẽ đi vào khởi công. Thì sẽ góp phần rất là lớn để tạo cái động lực phát triển cho Nhân Trạch nói riêng và bất động sản Đồng Nai nói chung. Thì vừa rồi thì Đồng Nai và Nhân Trạch đã có 7 dự án trọng điểm. Thì trong đó đã có 3 dự án trọng điểm của Nhân Trạch, thì đó là cầu Vành Đai 3 Nhân Trạch, hai là cầu cao tốc Bến Lức Long Thành, ba là đường lên cảng. Dạ. Đây cũng là ba cái dự án trọng điểm nhất của dự án của Đồng Nai. Thì đây trước mắt quý anh chị là cái khung cảnh các anh công nhân, các chú đang làm việc thi công tại cầu. Do cái điều kiện là không cho phép nên em Tuấn vào đây quay một xíu, rất là cố gắng để quý cô bác anh chị có một cái bức hình, có một thước video rõ nhất và cận cảnh đến quý cô bác anh chị. Quý cô bác anh chị nhớ theo dõi em Tuấn để em Tuấn sẽ cập nhật tiến độ dự án hàng tháng, hàng quý và hàng năm. Dạ. Em Tuấn xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.